anh là anh của em, đáng lẽ anh phải đi làm nuôi tụi em chứ không phải là mượn tiền em. Vậy Vợ à, 30 Tết rồi, bà gọi tụi nhỏ nó về ăn cơm với mình cho nó vui. Không, sao nhiều chuyện quá hả? Tụi nhỏ nó biết bao nhiêu là công việc bận biểu tùm lum hết trơn á, làm sao mà nó có thì giờ nó ở bên cạnh mình hoài được. Mà năm nào cũng có Tết triết rồi, tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa. Thì cứ mỗi một cái Tết á là mình qua đi một tuổi, tôi với bà không biết còn hưởng được bao nhiêu cái Tết nữa. Cho nên tôi muốn bà gọi tụi nó về ăn một bữa cơm gia đình cho nó vui. Tôi chỉ cần tụi nó sống tốt là tôi thấy hạnh phúc rồi. Alo, chị Hiền hả? Mai ơi, ba má đang muốn tụi mình về ăn bữa cơm á, 30 Tết rồi em. Em sắp xếp về chung cho vui nha em. À chị ơi, công việc cuối năm của em nhiều lắm, không biết là em có về được không nữa. Em sắp xếp được thì em về nha. Rồi, ok ok em. Anh lại tìm em có chuyện gì vậy? Chị, tao hết tiền xài, tính lại mượn mà vài triệu xài nè. Anh lại mượn tiền, anh mới mượn đây xong, anh không lo làm ăn, anh suốt ngày mượn tiền em hoài. Đây nè Hiền, mày là em của tao, chứ không phải là chị của tao mà dạy đời tao nghe. Anh là anh của em, đáng lẽ anh phải đi làm nuôi tụi em chứ không phải là mượn tiền em. Vậy nghe này Hiền,